Cô Quang Thanh xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 24 tháng 9, em xin gửi đến mọi người một số cây cần và bao cần Nhật Bãi. Cần thì có chất liệu là carbon. Bao thì gồm có 4 cái bao nha mọi người. Và shop em là ở bên quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người mua hàng gọi điện hoặc là nhắn Zalo cho em số 0778873789. Mọi người mua hàng của bên em là sẽ được kiểm tra hàng rồi thanh toán và bên em có ship COD toàn quốc. Đầu tiên em sẽ giới thiệu đến mọi người là bao số 1, là một cái bao 3 ngăn như thế này. Da bóng ha mọi người. Cái đế nó là bằng nhựa ha. Nó có 3 ngăn. Nó hơi dơ bụi, về mọi người có thời gian mình chà rửa giúp em nha. Bao này là của hãng Frost, dòng hình như cái bao này của Trung Quốc mọi người. Cái hãng này nè, Frost Inc đây. Có tay mang luôn nha mọi người. Chiều dài là 1m2, có 3 ngăn. 1m2. Bên trong cũng còn mới đẹp. Bên trong đây mọi người. Đó, bên trong còn mới đẹp ha. Bao màu đen 3 ngăn. Rất là rộng và to. Rồi, có tay mang, tay xách luôn. Rồi thì cái bao này là mã số 1 nha mọi người, dài 1m2. Giá 600. Số 2 là một bao da fixing. Bao này thì nó có 2 ngăn, một ngăn chính và một ngăn phụ. Dây kéo là IKK, cái này như hàng nội địa Nhật. Chiều dài nó 1m. Chiều dài là 1m ha. Cái này mình bỏ cần tay rồi được. Bao phụ nó thì nó bị rách một miếng nha mọi người. Và cái dây ở ngay cái bao phụ thì nó hơi cứng xíu. Đó, nó hơi xích xíu ha. Còn cái dây ở ngăn chính là còn xài ok luôn. Có một cái tay xách ha. Bao hơi dơ xíu nha mọi người. Mã số 2 này giá 100 ngàn ha. Số 3, một cái bao cứng dài 1m3, đế cứng như thế này, của hãng Get ha. Như kéo nó là của hãng Get luôn. Bao cứng này về là vệ sinh giúp em. Có một cái ngăn chính và một cái ngăn phụ. Mã số 3. Ngoại hình còn ok ha, chỉ hơi dơ bụi thôi. Vì mình vệ sinh giúp em nha. Cái bao số 3 này á mọi người. Giá 350 ha. Tiếp theo bao số 4 là một cái bao da. Bao này cũng hơi dơ xíu ạ. Dài 1m25. Có tay mang luôn. Có ngăn phụ và ngăn chính ha. Đó. Hàng nội địa IKK. Cái này là dây kéo là của hãng IKK. Dây kéo còn xài tốt mọi người. Em ha. Mượt. Ở trong thì nó hơi dơ ha. Về mình vệ sinh, chà rửa sạch sẽ mình xài nha mọi người. Đây cái hãng con cá ngựa, hai con cá ngựa ha. Dài là 1m25, giá 260 nha mọi người, mã số 4 ạ. Số 5 là một cái cán vợt. Cán vợt là có mặt vợt là 4m2, cây này nó bị thiếu có mặt vợt của hãng Suzumi. Mặt vợt của nó là ren 12 ly, thiếu có mặt vợt. Cái này thu gọn của nó thì rất là gọn ha. Cái này thu gọn là 67cm ha. 67, có tay mang. Gốc nặng là 380g. Đầu lóng này em đo là 12,5 ly. Chất liệu carbon. Mã số 5, 3m9 ha. Cây này giá là 380 ngàn. Tiếp theo là mã số 6, là một cây cần carbon 2 khúc ha. Cây này nó còn bao luôn nha mọi người. Còn có bao đỏ luôn đây. Bao zin của nó luôn mọi người. Còn cái mạc luôn nè. Cây này còn có mạc luôn. Đó, dài là 2m3, 2 khúc. Thu gọn là 136cm, 355g, made in Japan ha. Dòng này sản xuất tại Nhật.
Đó, còn nguyên cái bao luôn. Khoen nó là khoen lá xích 2m3, tải 6LB của hãng Alpha Made in Japan ha mọi người. Còn rất là mới luôn. Còn rất là mới đẹp. Bu là bu chống sắn. Khoen Fuji lá ha, Fuji xích lá. Ngọn 2,5 ly, mã số 6, cây này giá của nó là 700.000. Mã số 7 thì cũng cùng thương hiệu với mã số 6 ha. Nó chỉ khác độ dài thôi. Cái này cũng là 2 khúc nè, bát Fuji, khoen Fuji xích lá luôn. Cái này dài 2m4. Tải được 8LB, Made in Japan. Còn nguyên bản luôn. Ngọn 2,7 ly nặng 360g, mã 7 ha. Cái này còn bao luôn nha mọi người. Ngoại hình còn rất đẹp. Giá 700.000. Cái này nó có thêm cái lóng phụ nè, người ta chế thêm cái lóng phụ mọi người, em gửi kèm luôn ha. Đó. Cái lóng phụ ở đây. Carbon nha mọi người. Đó là mã số 7. Số 8. Một cây cần 2 khúc, chất liệu là carbon. Dài là 2m4, độ cứng 30 của hãng Olympic. Bát Fuji với bát 7 khoen Fuji. Ngay cái phần khoen này nó có dán keo và nó hơi bị tróc cái phần keo ra nha mọi người. Đọt tháp. Đọt màu ly 6 nặng 220g, mã 8 nha mọi người. Ngoại hình thì có cũ trầy theo thời gian, chất liệu là carbon. Giá 290 thôi nha mọi người. Độ cứng là 30, 290.000 phi ship, mã số 8. Mã số 9 là một cái ISO khoen nhỏ của hãng Massage. Bát Fuji FS6, dài 5m4, đọt số 2. Bát Fuji, khoen Fuji, ngọn là 1,3 ly. Thôi carbon vân như thế này. Cân nặng 220g, mã 9, 390.000. Mã 10 là một cây cần tay lóng ngắn của hãng Suzumi, tem vàng xuất Nhật, dài 4,5 m. Cây này cứng trung bình, đọt đặc luôn, độ cứng tầm 2,5 h. Cần ra thì có hơi võng nhẹ. Nặng 100g, thu gọn 48,5cm. Cần ra có võng ha. Rồi giá cây này là chất liệu là carbon lóng ngắn, giá 340, mã 10 ạ. À. 11 là một cây 2 khúc, dài 3m. Chất liệu là carbon khoen Fuji, bát Fuji. Cần có hơi xuống màu theo thời gian. Của hãng Ryobi, Made in Malaysia. Dài 3m, độ cứng 50. Khoen bát đều là Fuji hết. Cái này nó dính sơn mọi người. Sơn người ta phun á nên là nó có dính nè. Ngọn của cần là 3,3 ly. Nặng 430g. Ồ, cây này giống như cần phíp trắng rồi ta. Em coi thử. Cứng giống như carbon ha. Nhưng mà sao cây này như phíp trong mọi người. Phíp trong chứ không phải carbon ha. Phíp trong nhưng mà nó cứng như carbon. Ban đầu em lầm, em tưởng carbon mọi người. Đây, cây này là nặng 430g ha. Số 11, dài 3m. Rồi, cây này giá bán giá phíp cho mọi người nha. Phíp trắng. Rồi giá là 300.000 nha mọi người. Phi ship ha. Mã 11, dài 3m ha. Phâu cần thì có xuống màu theo thời gian, có hơi dính sơn á mọi người. 11, 300. 12. Một cây cần tay lóng dài 4,5 m. Cây này em đo là 4m45, bị hụt 5cm ha. Của hãng Olympic. Đọt 1 ly. Độ cứng tầm 2,5 h. Ngay phần đọt này nó bị dính sơn mọi người. Em coi. Nó bị hơi tróc cái phần sơn. Đọt nó tháp. Tháp đọt ha mọi người. Hơi dính em cái này nó hơi xước ha. Nó bị trầy cái phần sơn sơn đen mọi người.
Cân nặng là 170g, mã 12 ha mọi người, giá là 300.000. 13, một cây cần ISO khoen nhỏ, chiều dài là em đo còn 5m, cây này 5m3 bị hụt ngọn, bát Fuji FS7. Phô cần có cũ theo thời gian, cây này có 5 lóng ha. Có trầy xước, khoen là khoen Fuji đá sứ, ngọn của nó là 2 ly. Cái này bị hụt 30cm ha, đọt số 2. Nặng 240g, mã 13. $350.000 nha mọi người, free ship ha. Mã 13. 14 ạ, là một cây cần Fly 2. Fly này nó có 2 khúc ha. Cần của hãng Alfresco, dài 2m4, cây này nó có bị hụt ngọn một chút xíu ha, nhưng mà khi mà ráp vào đo thì nó vẫn đủ là 2m4. Cây này là thân 5. Tem vàng xuất Nhật ha, dòng Fly chuyên suối. Đọt 1 ly 7, nặng 100g, mã 14, giá là 210.000, free ship ha mọi người. 14. 15 là một cây bè Heichi, dài là 2m1 của hãng Olympic. Cây này cái bát nó hơi bị rỉ nhưng mà mình xài vẫn còn tốt nha mọi người. Đây. Dài 2m1, khoen là khoen khoen dạ quang. Khoen dạ quang, Fuji dạ quang ha, khoen Fuji. Đọt là 2 ly 2, nặng 200g, mã 15. Độ cứng cây này tầm 30-50, giá 290.000. Chất liệu là carbon. Mã 15, 290. 16. 16 nha mọi người. 16 là một cặp cần lưu. Cặp này là cần bị gãy ngọn ha, nó bị hụt ngọn và đã được thay đầu bu rồi. Cái này gồm có một cặp cần, mình câu mấy đứng nha mọi người. Cái này dài 1m65, khoen Fuji. Cái này 1m8 mà còn 1m65, bị hụt 15cm. Made in Korea, dòng Shimano Batswa, khoen Fuji. Bu nó là nó được thay bu rồi. Ngọn là 1 ly 9, nặng 80g. 1 ly 9 ha. Thông số của nó là lưu là 2-12g. Lai là 4-8 lb. Cây thứ hai của cặp này là một cây máy ngang của hãng Daiwa. Em xin lỗi, cây máy đứng ha, máy đứng của Daiwa nè. Chiều dài là 1m98, 6,6 feet. Em đo là còn 1m79 ha. Đọt 2 ly 6, nặng 100g. Khoen Fuji. Đó, bị gãy ngọn và đã được thay đầu bu. Cây này độ cứng ML, bây giờ chắc độ cứng M quá, nó bị hụt ngọn rồi. Rồi, cặp này là 370.000 free ship nha mọi người. Cặp cần số 16, gồm một cây 1m65 và một cây 1m79. 17 là một cây ISO khoen nhỏ, dài 4m5, bát Fuji FS6, đọt 1.5 của Trung Quốc sản xuất, khoen Fuji. Đọt của cần 1 ly 4, nặng 180g. Phôi cần còn đẹp, phôi carbon trơn. Mã 17, 350. 18, một cây 5m3. Cây cần ISO dây trong của Daiwa Bát Fuji, dài 5m3, đọt 1.5. Và ngọn em đo là 3 ly của Thái Lan sản xuất. Luồng đá sứ xích ha. Ngọn 3 ly. Và cân nặng của nó là 200g. Phôi cũng còn đẹp. Cái này là mã số 18 ạ. Giá là 500.000. 19 cũng là một cây giống y chang cây 18 nha mọi người. Đây, cũng là cây Daiwa luôn. 5m3 đọt 1.5 của Thái Lan sản xuất. Luồng đá sứ xích. Ngọn cũng là 3 ly. Và nặng cũng là 220g. À, nặng là 200g, em xin lỗi nha. 200g. Phôi thì nó cũng có trầy sơ thôi mọi người.
Ở đây có trầy sơ ha. Mềm nha mọi người, đọt nó 3 ly nhưng mà cứng có 1,5 thôi nên là nó cũng mềm ha. Rồi thì cây này cũng 500 ngàn một cây, mã 18, 500, 19, 500 ha. Hai cây giống nhau luôn à. 20 là một cây ISO khoan nhỏ của hãng Siêu Star. Cây này dài 2m4, đọt số 2, em đo là còn 2m2 ha. Bị hụt ngọn bát Fuji FS6, chất liệu là carbon khoan Fuji, đọt của nó là đọt tháp 1,5 ly, nặng 80g. Đọt carbon tháp ha. Có 3 lóng thôi nha mọi người. Và cân nặng của nó là 80g. Thu gọn 87cm, dài 2m2. Mã 20 giá 270 ngàn. 21 là một cây cần ISO khoen nhỏ. Tay cầm ở đây là nó có quấn chỉ nè, bát Fuji FS7 nè, dài 5m4, em đo là 5m3. Đọt số 3, carbon fries. Trên đây nó cũng quấn chỉ một đường nữa, không biết trong này nó có bị gì không, hay là nó quấn để mình cầm cho nó có độ ma sát nha mọi người. Đó. Khi về là nó đã như vậy rồi. Có hơi trầy xước nha mọi người, khoan là khoan Fuji. Ngọn là 1,7 ly, nặng là 360g. Khoan thì có hơi rỉ nhẹ. Bên trong cũng còn đẹp. Mã số 21 giá 450 nha mọi người. Dài 5m3, đọt số 3. 22 là một cây 2 khúc của hãng Tatic Enjoy. 2m7, bát Fuji, khoan Fuji. Cần thì có xuống màu theo thời gian ha. Độ cứng 30-60. Dài 2m7. Đọt tháp. Cứng 30-50 mọi người. Cây này cứng 30-50. Cây này nó có 2 ngọn mà nó bị lạc 1 ngọn rồi. Còn ngọn này là ngọn 30 nè. Ngọn 30 nha mọi người. Đây. Nặng 300g. Mã 12. Mã 22. Em xin lỗi nha. Mã 22. Giá là 500 ngàn, dài 2m7. Phi ship luôn ạ. Chất liệu là carbon. Rồi em xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của em ha. Mọi người mua mã nào cứ nhắn giùm em mã hàng nha mọi người. Em xin chào và cảm ơn ạ.